giới thiệu với cả nhà về cái ly nước uống rau củ quả của Chi ngày hôm nay, thành phần nguyên liệu là gì. Và tiếp theo là Chi sẽ review luôn cả cái máy ép của Chi mà đã sử dụng trong cái thời gian vừa qua, cũng 1.5 năm nay. Bởi vì trước đây là Chi có làm những cái video mà Chi nói về việc mà Chi chia sẻ uống nước ép trái cây hay là rau củ mỗi ngày đó, thì có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi thăm Chi là Chi đã mua cái máy này ở đâu, hiệu gì và cái công dụng nó như thế nào. Thì sẵn tiện ngày hôm nay là Chi sẽ làm lại một cái video mà Chi chia sẻ với các bạn về cái cách mà Chi ép cái ly nước uống ra sao và Chi sử dụng cái máy như thế nào và Chi rửa cái máy đó ra sao, để cho các bạn xem là cái máy này mình sử dụng nó rất là dễ dàng và đơn giản các bạn. Và sau khi các bạn xem cái video này thì nếu mà bạn nào có thích, có cảm thấy cái máy này các bạn thích á, thì các bạn bấm vào cái đường link mà Chi đã để bên trong cái phần mô tả của cái video. Ở bên dưới cái video đó các bạn có cái phần mô tả đó, thì Chi sẽ để cái đường link ở bên dưới, thì các bạn cứ bấm vào đó các bạn xem. Thì trước đây là Chi mua cái máy này á, là ở Amazon. Hầu như là tất cả những sản phẩm Chi mua, ông xã Chi hồi nào tới giờ á, là toàn là mua của Amazon thôi các bạn. Bởi vì nó rất là tiện, mình lên mình đọc review của tất cả mọi người, xong rồi mình order về để mình sử dụng. Thì hầu như là Chi mua tất cả 90% mà sản phẩm đồ đạc trong nhà của Chi xài á, là ông xã Chi là mua Amazon không à. Cho nên là các bạn hãy bấm vào cái đường link đó, nếu các bạn sau khi xem video này các bạn thích, bấm vào đó thì các bạn sẽ xem cái sản phẩm mà Chi đã mua và đang sử dụng ha. Thì trong đó đó thì có một cái video của cái nhà sản xuất này, người ta review và người ta nói rất là chi tiết về cái máy này như thế nào, thì các bạn có thể xem qua cái video đó sẽ hiểu rõ hơn nữa ha. Và nếu các bạn thích thì các bạn cứ order từ trên Amazon, các bạn mua về thì người ta sẽ ship về nhà trong vòng mấy ngày thôi. Thì đó là cái cách ngày xưa Chi mua, và Chi đã sẽ review cái sản phẩm này, mà Chi bảo đảm là khi các bạn mua cái máy này về sử dụng các bạn rất là thích, bởi vì Chi đã sử dụng qua rất là nhiều cái máy rồi các bạn, 5-6 cái rồi, nhưng mà không có cái nào mà Chi sử dụng lâu hết á. Chỉ khoảng chừng vài tháng thôi là Chi cảm thấy Chi không hài lòng, bởi vì khi mình ép ra đó, cái nước nó làm gì nó vẫn còn rất là nhiều, cái xác của nó vẫn còn rất là nhiều nước, nó không có khô, và nó mình cảm thấy còn rất là phí, bởi vì ép á mà mình ra mình thấy cái xác của nó vẫn còn ướt vậy nè, có nghĩa là nó ra giống như khoảng chừng 50% thôi à, Chi không thích đó. Nhưng mà sau khi á Chi sử dụng cái máy này 1.5 năm này rồi, Chi rất là thích, Chi vẫn còn thích tới bây giờ luôn á, là bởi vì Chi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người, bởi vì Chi thấy là sau khi Chi sử dụng là Chi thấy rất là thích ha. Thì đó, thì bây giờ Chi sẽ review cái máy cho các bạn xem nha. Thì trước khi Chi review cái máy, Chi nói thêm ha, là khi trước đây á, mỗi có nghĩa là từ hồi xưa tới bây giờ á, là Chi cũng thỉnh thoảng Chi ép nước trái cây Chi uống thôi, nhưng mà sau khi mà đến Mỹ rồi á, thì Chi cũng thời gian rảnh rỗi thì Chi hay tìm tòi trên mạng, Chi xem những cái công thức nào hay là những cái loại nào ăn uống hay sử dụng mỹ phẩm, sản phẩm nào để mà giúp cho mình đẹp hay là giữ gìn sức khỏe cho mình đó. Thì vô tình là Chi xem cái công thức của những cái công thức của nhà khoa học gia Nguyễn Thị Trinh đó, thì chỉ chia sẻ cho mình đó là rất là nhiều công thức về những cái ly nước ép trái cây hoặc là những cái nước ép rau quả để uống, để dành cho những người có sức khỏe bình thường hoặc là những người mà có bệnh, những cái bệnh đặc biệt giống như ung thư hay là bệnh cao huyết áp hay là bệnh tiểu đường đó. Có rất là nhiều công thức cho từng người khác nhau, nhưng mà trong đó là Chi cảm thấy là chỉ chia sẻ rất là nhiều những công thức dành cho những người mà chưa có bệnh gì hết, bình thường thì mình uống là mình sẽ duy trì cái sức khỏe mỗi ngày. Và sau khi mà Chi uống 1.5 năm này rồi đó, là Chi cảm thấy sức khỏe của Chi nó cải thiện rất là rõ rệt các bạn. Về cái da dẻ của mình nè, về cái sức khỏe của mình lúc nào mình cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, mình không cảm thấy mệt mỏi các bạn. Mỗi một ngày mình cảm thấy hả, mình thấy khỏe lắm và không có bệnh hoạn lặt vặt hay là không có bị cái này cái kia. Thì cái đó là do cái sức khỏe của mình nó đầy đủ vitamin, thì Chi nghĩ là cái đó là như nó bảo vệ cái cơ thể của mình rồi, để chống lại những cái bệnh lặt vặt rồi ha các bạn. Thì Chi cảm thấy là đó là cái hiệu quả mà khi mình dung nạp những đầy đủ cái vitamin trong cái cơ thể của mình. Bởi vì mỗi ngày mình ăn đó là Chi bảo đảm á, mọi người ăn cũng không có đủ vitamin đâu. Có người thì không chịu ăn rau, không thích ăn rau, thì không có rau cải thì làm sao mà đủ vitamin cho cơ thể mình được các bạn, đúng không? Cho nên đó là Chi chia sẻ thêm một chút về những cái công thức mà Chi đã học được từ chị Nguyễn Thị Trinh. Nhưng mà Chi làm thì đôi khi nó sẽ không chính xác, chỉ mà một phần nào là giống như là khi những cái sản phẩm mà Chi mua đó, những cái nguyên liệu mà Chi mua thì bên này Chi mua nó không có, cho nên là Chi sẽ thay thế những cái loại khác. Nhưng mà Chi thấy là
rau củ quả thì cái nào nó cũng tốt hết các bạn ha. Thì thông thường là chị ép á ha, và chị nói trước là một cái ly này á, của máy ép này á, là chị ép khoảng 1000 ml nước ha. Chị ép khoảng 1000 là một lít nước á các bạn, một lít nước ép trái cây này. Và sau đó chị đổ vào cái ly này. Đổ vào cái ly này á là khoảng 700 đến 800 ml, là chị bỏ vào viên đá chị uống nhâm nhi từ đây cho tới chiều. Chị đem đi làm á là chị uống trong ngày ha. Còn lại một chút á là chị uống liền, có nghĩa là sau khi ép xong là chị uống liền trước khi đi làm. Đó là còn coi như là một ngày là 1000 một lít nước ép rau củ quả, và uống thêm khoảng chừng nửa lít đến một lít nước lọc nữa là đủ cái chất nước trong cơ thể của mình rồi các bạn. Thì các bạn thấy không, nếu mà 2 lít nước lọc á thì nó cũng đã tốt rồi. Còn cái này mình chỉ uống một lít nước lọc thôi và một lít nước ép trái cây hoặc là nước ép rau củ thì mình thấy cơ thể của mình nó đã bổ sung thêm rất là nhiều vitamin rồi. Thì cho nên là cái sức khỏe của mình nó lại càng tốt hơn nữa. Đó, rồi bây giờ là chị sẽ review cho các bạn xem thành phần nguyên liệu ngày hôm nay chị ép là cái gì ha, và cái máy ép của chị sử dụng sẽ ra sao. Và các bạn nhớ ha, chị nhắc lại một lần nữa, sau khi xem video này, bạn nào thích thì cứ việc bấm vào cái đường link chị đã để sẵn ở bên dưới. Các bạn không cần phải lựa chọn nhiều, các bạn cứ bấm vào, nếu các bạn thích cái máy này cứ bấm vào đó và xem tham khảo, nếu thích thì các bạn cứ order trực tiếp các bạn mua. Bởi vì khi mà chị biết là mỗi một lần mình có mua sắm những cái gì đó thì mình phải mất rất là nhiều thời gian để mình tìm kiếm những cái nào thích hợp với mình. Còn ở đây là chị đã sử dụng cái máy này 1.5 năm này rồi, là chị biết cái công dụng của nó rồi. Thì bây giờ chị muốn chia sẻ cho các bạn, nếu các bạn thích thì các bạn cứ mua ha. Rồi bây giờ chị sẽ làm đây. Đây là thành phần nguyên liệu ngày hôm nay của chị nha. Đây là cái rau mà bồ công anh đó các bạn. Đây là cái rau bồ công anh này, chắc có lẽ là chị không biết là cái tên tiếng Anh nó là gì nha, nhưng mà chị biết nhưng mà chị quên rồi, không biết đọc. Và bây giờ là chị nói là cái này là rau bồ công anh á. Có những người ở Mỹ thì sẽ biết rằng là ở ngoài sau vườn nhà mình nó là hay có những cái cây này nó mọc dại nè, nhưng mà cái này là mình mua organic ở trong chợ nha các bạn. Thì hôm nay là chị sẽ làm là rau bồ công anh ha. Khoảng 2-3 cây cần tây ha, là celery đó các bạn, và nửa trái dưa leo nha, và nửa trái chanh, và 2 quả táo. Cái này, cái công thức này các bạn biết không, là tại dãy nhà mình là còn gì mình làm đó nha. Đó, hôm trước là chị sẽ ép đầy đủ, có thêm chanh, thêm gừng với lại có thơm nữa. Nhưng mà hôm nay là chị ép coi như đây là một cái ly nước của chị nè. Bây giờ chị sẽ bắt đầu chị làm cho các bạn xem nha. Đây cái rổ rau của chị đó, thì hôm nay chị ép bao nhiêu đây nha. Rồi, bây giờ chị sẽ review cái máy nha. Đây, đây là cái máy ép của chị sử dụng, hiệu là Brewview các bạn. Đây là cái hiệu nè, chị sẽ cho các bạn xem cái hiệu nha. Đó, không biết các bạn thấy không ta? Đó, cái hiệu review nè. Đó, chị sử dụng 1.5 năm này rồi. Đó, là cái máy. Thì bây giờ chị sẽ làm cho các bạn xem cái công thức làm như thế nào, và rất là đơn giản các bạn. Rồi bây giờ chị sẽ ép cho các bạn xem nha. Đây là cái máy ép của chị nha. Thì trước khi mà chị ép á, thì cái máy của mình sau khi mình sử dụng xong là mình đều rửa nha các bạn. Nhưng mà hôm nay là chị sẽ, trước khi ép đó là chị sẽ rửa sơ cái máy. Đó, chị lấy một ít nước ấm nè, chị mở máy lên chị rửa sơ cái máy nha. Đây là cái rổ rau là mình đã cho các bạn xem rồi ha, mình để đây chuẩn bị nè. Đó, rồi bây giờ là chị sẽ rửa cái cối, có nghĩa là mình rửa đi, mình đã rửa rồi nhưng mà bây giờ mình tráng, giống như mình tráng sơ vậy đó. Quên nữa, trước khi làm á, ở đây là mình có cái bịch này nè các bạn, là cái bọc để mình bỏ cái chất xác, cái chất xơ lại đó. Thì khi mình mua máy là họ sẽ cho mình cái này, và nếu mà mình thích thì mình order thêm, hoặc là mình lấy những cái bịch rác nào đó mình sử dụng cũng được các bạn. Đó là mình sẽ bọc vào đó, thì mình sẽ lấy ra các bạn, mình lấy cái này ra bỏ vào, mình bọc vào đây để mình đựng cái xác lại cho nó sạch ha, để mình khỏi mất công mình rửa cái cối này các bạn. Đó, mình sẽ bọc vào đây để mình giữ những cái xác, cái vỏ của những cái này lại. Đó, rất là sạch sẽ các bạn. Khi mà mình ép xong rồi đó thì mình lấy ra, mình lấy cái bọc này ra thôi. Đó, rồi xong rồi, bây giờ bắt đầu chị mở máy lên. Đây là nó có cái nút nè các bạn, nút màu đỏ này ha. Thì đây nó có một cái cần gạt ở đây nè, là cái trên cái dưới. Bây giờ là chị sẽ bấm ở trên á, là mình mở cho nó chậm một chút, còn ở dưới là nó nhanh một chút ha. Thì
Bây giờ trước khi ép á, là chị sẽ rửa cái máy. Giờ chị mở lên chị rửa cái cối nè. Chị sẽ rửa bằng cái nước cho các bạn nước ấm. Chị rửa cho sáng sơ cái cối lại. Sáng chị bỏ đi. Rồi. Xong. Giờ trước tiên á, là chị sẽ ép táo nha các bạn. Ở nhà chị còn hai trái táo, chị bỏ chị ép luôn. Bồ công anh. Rau bồ công anh. Một trái dưa luôn, nhưng mà hôm nay chị ép cho nửa trái dưa đây. Xong, các bạn thấy không, ép rất là đơn giản, chỉ cần vài phút thôi là có ly nước ép. Thì hôm nay là chị chỉ ép được có khoảng 600ml thôi, bởi vì thường thường chị ép một trái dưa leo các bạn. Một trái dưa leo với lại thêm cần tây vô thì nó sẽ ra được 1 lít nước. Nhưng mà hôm nay là chị chỉ rửa có bao nhiêu đây thôi, chỉ còn có nửa trái dưa leo thôi à. Dưa leo tại vì nó hết ngon rồi cho nên là chị còn bao nhiêu là chị ép bấy nhiêu ha. Đó thì hôm nay là chị ép chỉ được có 600ml nước thôi các bạn, không đủ 1 lít. Bình thường là 1 lít nhưng mà hôm nay chỉ được có 600ml thôi ha. Các bạn thấy ha, 600ml thôi. Đó, rồi chị sẽ bỏ vào. Đó, chị sẽ đổ vào cái này nè ha. Trước khi chị bỏ vào đây chị quên nữa, khi nào lúc nào mà chị uống á là chị cũng bỏ vào đây một chút hạt chia hoặc là hạt flaxseed. Thì trong cái nước uống của chị thì chị bỏ vào một cái muỗng organic cái hạt flaxseed này nè, để chị trộn đều lên chị uống. Có khi là hạt chia, có khi là hạt này, mà cái này là hồ hoặc là chị hay uống mỗi ngày. Khi mà chị uống thì chị bỏ vào đây ha, khoảng một muỗng cà phê các bạn. Đó, là chị đổ cái nước này vô, chị khuấy đều lên là mình uống nha. Đó là mỗi ngày chị uống đó. Cái hạt này nó rất là tốt nha các bạn. Hạt này gọi là flaxseed đó. Ở Việt Nam mình gọi là hạt lanh đó. Đó. Rồi, chị sẽ đổ cái nước uống này vào đây. Chị khuấy đều lên, thấy các bạn thấy màu xanh không? Đó, bạn thấy cái ly trà nước ép của mình không? Chất lượng không? Chị bỏ vào đây. Chị đổ vào cái ly này. Rồi. Chị quậy cái ly nước ép này vào với lại cái hạt chia xít flaxseed ha. Rồi chút xíu là chị sẽ bỏ vô đây vài viên nước đá là chị để chị uống được cái chiều. Rồi bây giờ là chị sẽ tiến hành chị cho các bạn xem là chị rửa cái cối này như thế nào nha. Rất là đơn giản. Thì khi mà sau khi mà mình làm xong rồi đó các bạn, thì các bạn thấy ha, rất là đơn giản nè. Cái máy này các bạn sẽ lấy cái này, bạn kéo cái này ra. Rồi mình mở cái này và ra lại cái nắp ra lại ha. Thì trong này nó có một cái cây chổi nè, thì mình sẽ lấy cái cây chổi này để mình gạt, mình lấy cái chất bã, chất sát này ra nè. Đó, để mà mình rửa. Đó, mình cào xuống bớt. Người nào thích giữ cái này lại, cái sát này lại mình giữ, còn người nào không thích thì bỏ cũng được. Mình thấy bỏ thì cũng uổng ha các bạn, là mình để mình trồng rau mình làm gì cũng được nha. Đó, tháo từng phần ra xong rút điện ra. Rồi các bạn thấy không, cái xác mình bỏ vào đây, lấy cái bịch ra rất là sạch sẽ nha, đơn giản dễ làm. Rồi bây giờ chị sẽ dọn dẹp cái máy này mình gỡ mấy cái kia ra mình rửa thôi, còn cái này là bình thường rồi ha. Đó, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ chị sẽ rửa máy cho các bạn xem nha. Đó, sau khi mà sử dụng cái máy rồi thì bây giờ mình mở nước nóng lên rồi các bạn, mình rửa rất là sạch sẽ luôn ha. Đây mình chỉ rửa cái cối này trước nè. Ở đây là nó có cái ly ha, đó mình rửa. Nếu mà vừa làm xong cái mình rửa liền đó các bạn, thì nó rất là sạch sẽ, nó không có bị bám lại cái những cái chất rau củ ở trong này.
cho nên là mình vừa làm xong cái mình quay mình rửa thì rất là nhanh, đơn giản, dễ làm lắm các bạn. Tháo từng phần ra dễ, cực đơn giản, dễ dàng, cực kỳ đơn giản luôn, không có khó. Đó, mình ốp vào đây. Rồi, đây là cái đồ lọc của các bạn ha, cái con dao, cái đồ lọc nè. Mình có cái cây chổi này, trong đó nó có cái cây chổi này luôn ha. Là mình rửa, đã mở nước nóng ra. Mình rửa cho nó sạch, mình chà cho mới sạch những cái cặn bã của cái rau đó các bạn. Đó, mình làm rất là đơn giản cho các bạn xem nè, dễ rửa vô cùng luôn. Đó, mở nước nóng ra, nước nóng ra mình rửa chút xíu là xong. Đó, rồi các bạn thấy mình rửa trong vòng có vài phút là xong mà. Ai cũng nói là làm cái nước ép rau củ này á, là sợ nhất là cái vấn đề mà rửa cối, rửa những cái dụng cụ này nè. Nhưng mà chị thấy là nó đâu có gì đâu các bạn, rất là nhanh, dễ làm, mình tháo ra từng phần như vậy nè. Đó, dễ thao tác, dễ sử dụng và dễ rửa luôn, dễ vệ sinh luôn. Đó, tháo ra từng phần, rửa từng cái một là xong, rất là đơn giản. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái này cái cuối cùng, không có khó đâu các bạn, thấy không? Không mất thời gian nhiều, trong vòng vài phút thôi là mình đã có một ly nước uống rồi, xong là bắt đầu mình rửa, chung khoảng 5 phút thôi thì các bạn thấy là không mất thời gian quá nhiều cho cái công đoạn mà mình ép nước uống hay là mình rửa cối, rửa này kia kia nọ, không có mất thời gian nhiều đâu. Khoảng chừng khoảng chuẩn bị rửa rau cải luôn, trong thời gian cái khâu chuẩn bị rửa rau cải rồi rửa ép xong rồi rửa những cái cối này, chưa tới 30 phút là các bạn đã xong. Đó, bạn thấy không? Xong, mình rửa hết tất cả các cái rồi, bây giờ để cho nó khô rồi bắt đầu mình cứ gắn trở lại thôi ha. Đó, các bạn thấy không, rất là đơn giản ha. Đó, xong rồi các bạn. Đó, Chi đã làm xong cho các bạn xem, review cho các bạn xem cái máy này rồi đó, thấy không? Khi mà Chi làm nè, Chi rửa rau nè, rồi Chi ép nè, rồi xong rồi các bạn, Chi rửa cái máy nè, các bạn thấy rất là nhanh mà dễ nữa, có nghĩa là nó không có khó khăn ha. Thì Chi nghĩ rằng cái công việc mà rửa hay là sử dụng cái máy thì nó không quan trọng, mà quan trọng là mình dành một ngày, một chút thời gian đó để mà bảo vệ sức khỏe cho mình. Có những cái ly nước uống, nước ép trái cây hoặc là những nước ép rau củ để mà bổ sung cái chất vitamin cho cái sức khỏe của mình và gia đình mỗi ngày, thì đó là cái quan trọng hơn các bạn ha. Mình dành một chút thời gian ra thôi, không vất vả, không cực, nhưng mà đổi lại là cái sức khỏe của mình được bảo vệ và mình luôn luôn cảm thấy khỏe khoắn trong người mình. Và đó là cái điều mà mình cảm thấy rằng nó vì cái sức khỏe của gia đình thì mình cảm thấy cái mình cực công một chút xíu cũng không sao, đúng không các bạn? Đó là hôm nay là Chi sẽ review cho các bạn xem là như vậy ha, là cái cách của Chi ép một ly nước uống ra sao, và sử dụng như thế nào. Và sau đó là Chi cũng đã rửa cái máy cho các bạn xem, và cái công đoạn vệ sinh rửa cái máy đó nó đơn giản hay là nó phức tạp. Đó thì các bạn thấy quá dễ dàng ha. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem video của Chi ngày hôm nay. Thì một lần nữa, nếu những bạn nào đã xem xong video và thích thì cứ bấm vào cái đường link ở bên dưới cái video của Chi, thì các bạn sẽ vào đó để order đúng như cái máy này nếu các bạn thích. Còn nếu các bạn không thích thì trong đó nó sẽ có rất là nhiều cái loại máy và dòng sản phẩm khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Nhưng mà cái này là Chi đã xài rồi, và Chi cũng đã sử dụng cái máy này cũng qua một cái sự giới thiệu của chị khoa học gia Nguyễn Thị Trinh. Thì bởi vì chị cũng đã sử dụng cái máy ép này rồi, thì đây là cái máy ép nhanh nha các bạn. Còn những người mà thích những cái máy ép chậm thì họ sẽ nói rằng ép chậm thì nó sẽ ra nước nhiều hơn. Nhưng mà chị thấy rằng cái máy ép này á, chị quên nữa, chị cho các bạn xem cái xác nè, nó khô các bạn nè, nó khô queo luôn nè, các bạn thấy không? Đó, cái xác luôn nè, nó khô lắm nè. Đó, chị thích là như vậy đó, nó không có quá ẩm ướt đó, giống như là mình cảm giác là nó ra gần hết cái nước ở trong cái những cái rau cải của mình sử dụng luôn á, cho nên là chị thích lắm đó. Là khi mà Chi tham khảo cái này là cũng của chị Trinh á, là cũng đã chia sẻ nói là cái máy này á là nó không có quá mắc tiền, nó vừa cái túi tiền của những bà nội trợ, có nghĩa là nó không có những cái máy mà người ta mua cả 500-700-1000 đô luôn, nhưng mà chị thấy rất là phí các bạn. Máy này thì lúc trước chị mua có 200 mấy à đó, thì bây giờ cái giá nó cũng vậy thôi. Thì chị nghĩ là với cái giá tiền này á thì nó cũng không quá đắt so với lại là mình bảo vệ sức khỏe cho mình ha các bạn.
Thì hy vọng rằng các bạn thích cái video của Chi ngày hôm nay. Và bạn nào thích thì cứ vào cái đường link mà Chi để bên dưới cái video và tham khảo, và có thể các bạn xem ở đó, hoặc là các bạn thích những cái sản phẩm nào khác thì các bạn có thể order cho mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ là mình chuẩn bị mình đi làm đây, chia sẻ với mọi người vào buổi sáng là Chi đã làm một cái ly nước uống cho Chi như thế nào. Và bây giờ xin chào tất cả các bạn. Nếu bạn nào thích video của Chi thì chia sẻ cho mọi người. Những bạn nào mà cảm thấy thích làm đẹp hay là bảo vệ sức khỏe cho mình ha. Còn nếu mà bạn nào thích nữa thì cảm thấy cái video này hữu ích, cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa subscribe cái kênh của mình thì hãy subscribe để nhận được những cái video mới của Chi chia sẻ lên. Và các bạn nhớ bấm cái chuông bên cạnh nha, thì các bạn sẽ thấy những video mới nhất của Chi sẽ post lên mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye mọi người.